Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 26 tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum. Tít, tít, tít. Những âm thanh còn lại phát ra từ chiếc điện thoại đáp lại tiếng gọi dồn dập của tôi. Không còn kịp để ý đến vẻ khó hiểu và thắc mắc của mọi người trong bàn, tôi vội vã lao như tên bắn đến phòng ăn riêng ban nãy. Giờ mới để ý căn phòng này được bố trí khá riêng tư, ngăn cách bởi một dãy hành lang vắng người qua lại, nên gần như tách biệt hẳn với phần còn lại. Lúc nãy nếu không vì đi vệ sinh và lượn lờ ngó nghiêng xung quanh nhà hàng, thì chưa chắc tôi đã để ý tới căn phòng này. Chưa kịp tới gần thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ? Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ngọc bước ra, nhưng vẫn băn khoăn hỏi dồn vì cuộc gọi kỳ lạ ban nãy. Khuôn mặt Ngọc lạnh băng, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận ném vào trong phòng những tia nhìn khinh bỉ và sắc lạnh. Không có gì cả, đi thôi. Dứt lời, cô nàng kéo tôi rời đi luôn. Cái gì đây? Vài vết bầm in hẳn hình ngón tay lộ ra khi tôi vén ống tay áo của Ngọc. Mắt tôi như tóe lửa lướt nhanh qua căn phòng. Một vài mảnh sứ vỡ vương vãi trên sàn. Gần đó là một gã đàn ông trên dưới 40 tuổi đang ngồi bệt và đưa tay ôm mặt. Vài vệt máu nhỏ nơi khóe miệng lấm tấm vương trên tay và cổ áo. Có tiếng lầm bầm, xì sầm ngoại quốc phát ra từ cái miệng rách nghe như tiếng chửi thề. Khách quan trọng lắm. Lời nói ban nãy của Ngọc lại văng vẳng hiện lên trong đầu. Nắm đấm đang cưng cứng nãy giờ cũng theo đó giãn dần ra theo từng bước chân khi tôi bước qua căn phòng. Sao vậy? Mọi người có nói gì anh không? Ngọc vẫn đứng suýt xoa hai tay và lặp đi lặp lại động tác đó trong suốt cuộc gọi điện giữa tôi và anh Mạnh. Đùng đùng bỏ đi không thèm nói với ai một tiếng rồi đột nhiên gọi điện kêu về sớm mà không thèm ra chào mọi người. Vài lời trách nhẹ thực ra cũng không có gì, nhưng đang yên đang lành vô cớ làm anh em mất vui cũng khiến tôi cảm thấy có đôi ba phần áy náy. Không có gì đâu. Anh em với nhau, nên cũng dễ mà. Xem nào, giờ đi ăn cái gì nhá? Ngọc hơi lưỡng lự, hai bàn tay vẫn xoa đều từng nhịp. Lạnh à? Gì vậy? Ngọc giật thót khi hai bàn tay bất ngờ bị tôi cầm lấy. Không cần, để yên nào. Đã bảo là... Tôi để đấy, tôi tự đeo được rồi. Sau vài động tác vùng vằng, cuối cùng cô nàng cũng miễn cưỡng, phụng phịu, chịu xỏ đôi găng tay của tôi vào tay mình. Đã lạnh còn sĩ. Giờ đi ăn nhá. Thế đi bộ à? Xe anh đâu? Tèo rồi. Mà xe cô, chắc lúc nãy đi cùng anh Trường phải không? Vậy giờ đi bus nhá. Không. Chê à? Muốn đi taxi à? Không, đi bộ. Lạnh. Cái lạnh của ngày đông muộn một lần nữa lại thấm vào trong tôi những xúc cảm đặc biệt. Đã qua năm mùa lạnh, nơi mảnh đất này, nhưng mỗi lần dạo bước lang thang trên những con đường, những con phố, những vỉa hè, là mỗi lần tôi cảm nhận được thêm chút gì đó rất riêng của mùa đông Hà Nội. Cái lạnh khô mang gam màu ảm đạm, nhưng len lỏi trong đó lại tàn mát những tư vị ấm áp và lãng mạn. Tất nhiên, mỗi khoảnh khắc lại in dấu những cảm nhận riêng của mỗi người. Với riêng tôi lúc này, đi sát bên người con gái mà mình dành tình cảm, dù tương lai có xa, có gần ra sao, thì hiện tại những cảm xúc đó vẫn kịp lên men trong tôi vị đường của sự lãng mạn. Trong vánh hình thành, vội vã nếm trải. Nhưng vậy là đủ để tôi cảm nhận được vị ngọt ngào, êm dịu của nó. Soạt, vài chiếc lá khô bay lên, lượn vòng khung rồi đáp trở lại mặt đất khi Ngọc vừa chạy, vừa nghịch ngợm dậm chân theo từng cơn gió thốc để cuốn lá bay đi. Cẩn thận, ngã rách máy giờ. Cứ cầu đi, đợi đấy mà rách được. Chịu cô rồi đấy. Kêu là quán ngay gần đây, mà mò suốt nửa tiếng vẫn chưa tới nơi. Thỉnh thoảng đi bộ cho khỏe chân, ngồi xe mãi, dễ thành bụng ếch lắm. Chứ không phải vì thích đi với tôi à? Vẫn chưa khỏi được cái bệnh hoang tưởng à? Thôi chỉ nói sự thật thôi mà. Thì cứ cho là như vậy đi. Thấy anh bệnh nặng vậy, thấy cũng thương. Đưa tay tôi xem nào. Này làm gì vậy? Có một chút thôi mà, không sao đâu. Đúng là khách quan trọng. Anh nói vậy là sao? Cái thằng ấy là người nước ngoài phải không? Lão là người Trung. Khựa.
Vậy là người của bọn thầu dự án mà bên mình đang muốn mua mấy hạng mục của nó đúng không? Ừ, lão ấy bên quản lý có tiếng nói rất quan trọng trong gói thầu này. Vậy nó có biết cô là con chủ tịch không? Chắc là có. Vậy có biết là người yêu của ông Trường không? Cái này thì chắc là không. Thằng mất dạy thật, không coi ai ra gì. Chắc vì lão thấy bên mình đang cần bên lão cho nên mới như vậy. Là do nó quen mùi thôi. Mà sao không thấy ông Trường đâu? Tưởng ông ấy đi cùng với cô cơ mà. Thực ra anh Trường và tôi đã gặp lão từ trước đó rồi. Chỉ còn lại một số vấn đề phụ cần thương thảo mà anh ấy lại bận việc khác quan trọng hơn. Nên thực chất cuộc gặp hôm nay tôi là người chủ đạo. Vậy mà không ngờ... Đợt thầu này chắc coi như đổ bể rồi. Là do thằng trai mà. Mà cô đập nó cũng ác đấy chứ. Chắc phải ăn vài đấm vào hàm đúng không? Một đá vào háng nữa. Anh thấy như vậy có nặng tay quá không? Với đối tác như vậy thì... Thì sao? Ngọc tỏ vẻ băn khoăn. Thì vẫn còn nhẹ chứ sao? Phải tôi thì thằng cha này về nhà bằng cáng, ăn cơm bằng dịch rồi. Hay ho gì đánh nhau đâu. Chẳng qua vì không còn cách nào khác nên tôi mới phải làm như vậy. Biết là thất sách, là hỏng việc, nhưng... Vậy sao lúc gọi cho tôi, nghe giọng cô có vẻ hoảng hốt vậy? Thì tôi sợ mà, lần đầu tiên rơi vào tình huống đó. Lúc lão định giở trò, tôi đã mềm mỏng cố gắng cảnh báo rồi. Do lão ép quá nên mới phải làm như vậy. Ngọc ảo não. Mấy biết này chính là lúc gọi tôi đấy phải không? Vừa giằng được tay lão ra là tôi gọi cho anh luôn. Tự hào thật, gọi cho mình trước cả người yêu. Đừng có mà tưởng bở nhé, là do trước đó gọi cho anh rồi nên mở nhật ký ra là tôi gọi lại thôi. Ra vậy. Tôi cũng chỉ vừa kịp nghe cô gọi tên thì đã tắt máy, lúc đó thực sự cũng rất lo. Vậy à? Mà nhắc mới nhớ, quên mất vẫn chưa cảm ơn anh. Cảm ơn xuông thế thôi à? Thế thôi chứ còn muốn gì nữa, vậy là tốt lắm rồi đấy. Biết trước mà việc đổ bể thế này, lẽ ra lúc nãy phải tương cho lão thêm vài quả nữa mới bỏ. Hay giờ quay lại nhé, hy vọng nó vẫn còn ở đấy. Tôi là bộ hồ hởi. Giờ à, giờ quay lại làm gì nữa, anh có bị làm sao không vậy? Đùa chút thôi, đánh mấy thằng như vậy, vừa bẩn tay, lại không sướng. Chứ thế nào nữa thì mới sướng. Thế này này, bóc, tôi giật tay thoăn thoắt, búng mạnh vào bàn tay của Ngọc, khiến cô nàng la oai oái vì đau và buốt. Đoạn nổi giận rượt tôi chạy trối chết quanh mấy hàng cây trên vỉa hè. Thôi, cấu nhẹ thôi, ấy búng lại là được rồi mà, kìa, đá làm gì, rách váy lộ hàng chết bây giờ, ấy. Bị cấu véo túi bụi mãi, không chịu được, cuối cùng tôi đành phải phản kháng. Không còn ôm được người, che chắn để chịu đòn nữa, tôi đảo tay tóm gọn lấy hai tay Ngọc. Cô nàng bị khóa chi bất ngờ, nên dãy giụa, hua chân đá bừa, hòng thoát thân. Vùng vẫy thế nào, lại lảo đảo mất trụ, xoay ngược người rồi chúi người ngã dựa lưng vào lòng tôi. Những đụng chạm cơ thể giữa trời đông lạnh giá như phát ra luồng điện giữa hai người vậy, càng đẩy ra lại càng như hút ngược lấy nhau, hay là vì chính bản thân cả hai đều muốn như vậy. Tôi thừa hiểu những gì mình nghĩ và đang muốn trong đầu, ôm lấy cái cơ thể mềm mại, lưng thon và mây mẩy ấy khiến cho con người ta liên tưởng được nhiều thứ lắm. Bản năng giống được cũng chỉ chờ có vậy để đánh thức giấc ngủ sâu của nó. Tuy nhiên, để cất tiếng giống ngự trị lấy hành vi của bản thân thì như thế này vẫn còn chưa đủ lực câu dẫn. Mềm thật. Tôi thầm thì những lời bẫn cợt trong khi đôi tay thì bóp nhẹ lên hai cánh tay của Ngọc. Đồ đáng chết này. Bụp. Ngọc tức tối nện gót giày cao gót lên mu bàn chân tôi. Giữa trời đông lạnh giá, liệu còn thứ gì có thể đau buốt được hơn nữa hay không? Gần một tiếng đi bộ rồi đấy. Tôi sắp là vì mệt và đói rồi đây này. Thì cứ cố đi chút nữa cho tròn một tiếng đi. Nghĩ... Biết thừa là cô dẫn đi linh tinh rồi. Thôi, gọi cái taxi rồi vào tạm quán nào đó nhé. Ngọc vẫn im lặng, điệu bộ ngơ ngác lơ đễnh làm tôi phất bực. Sao? Thế giờ muốn thế nào? Chưa gì đã cầu nhầu. Bảo làm sao ế? Giờ đi ăn thì cũng được, nhưng tôi lại không muốn ra quán. Hay là mua đồ, rồi về nhà tôi hoánh chén đi. Giờ này hả? 9:30 rồi đấy. Thì sao? Trước giờ vẫn đi với nhau muộn như thế mà. Hay là sợ... Sợ tôi ăn thịt? Ngọc liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ. Sợ thật đấy chứ. Thân trai hoành tráng đi về trong xương sợ lắm. Gái gú giờ như thứ rưỡi, rình rập trai đẹp bất kể mọi lúc. Yên tâm đi, tôi không giữ như họ đâu. Ngọc vẫn cười nụ, nụ cười hiền pha chút là lơi khiến tôi thoáng rùng mình. Lại là chuông điện thoại của Ngọc. Đây đã là lần thứ tư. Nhưng vẫn như ba lần trước đó, cô nàng chỉ nhắn tin lại, chứ nhất định không nghe máy. Ông Trường phải không? Sao lại không nghe máy? Làm sao mà không nghe vậy? Anh hỏi nhiều quá, đi mua đồ nhanh đi rồi còn về.
giận dỗi một người, nhưng lại vô cớ đổ lên đầu người khác, đành im lặng thở dài chứ biết làm sao. Lình kình với đống đồ ăn được mua chớp nhoáng, chỉ sau 20 phút tôi và Ngọc đã yên vị trong hơi ấm điều hòa của chiếc taxi trên đường về nhà. Sẽ là một buổi tối bình thường, chỉ có ăn uống và chuyện trò như bao buổi tối khác. Nếu như chiếc xe Lexus đấy không xuất hiện. Thành thật mà nói, có lẽ lý do khiến tôi khi ấy ghét cay ghét đắng xe Lexus phần lớn bắt nguồn từ hình ảnh chiếc SUV bóng bẩy này với chủ nhân của nó. Lúc nào cũng trợn mắt nhíu mày xăm soi, kêu căng, đứng ngạo nghễ, mà thực chất chỉ để làm mỗi việc đóng chốt, đón lõng giống mấy anh XXX và cơ động nhong nhong ngoài đường. Trước đã không mấy cảm tình, nay lại thêm xung đột ngầm nơi công ty, càng làm cho tôi thêm phần khó chịu khi phải chạm mặt con người này. Một món khai vị khó nuốt được báo trước một bữa tối không lấy gì làm trọn vẹn. Về phần Ngọc lại có vẻ hơi khác khi cô nàng tỏ ra khá thờ ơ trước sự bất ngờ được Trường tạo ra. Chào nhẹ anh ta rồi lững thững những bước có vẻ mệt mỏi về phía đại sảnh của tòa nhà mà cũng không nói hoài gì thêm tới Trường nữa. Tay này cũng không còn để ý tới tôi như mọi lần, vội vàng đuổi theo để nói chuyện với Ngọc. Đến lúc này, tôi lại tự thấy bản thân có vẻ hơi thừa thãi. Nói liên quan thì đúng là tôi chẳng liên quan gì tới chuyện này. Nhưng mặt khác tôi lại đang là khách của Ngọc. Đến đây để ăn tối, chứ không phải để chứng kiến hai người bọn họ diễn tuồng drama. Đưa tôi thẻ và chìa khóa, tôi lên làm trước vài món. Tôi đến gần và nói nhỏ với Ngọc, mà thực chất trong đó cũng ngầm có ý muốn phá Trường mấy khi có cơ hội. Tội gì mà không tận dụng. Vậy anh cứ lên trước đi. Em làm gì vậy? Quả nhiên Trường giữ ngay lấy tay Ngọc khi cô ấy định đưa những thứ đó cho tôi. Ai, đau em. Sao vậy? Anh đừng có cầm tay cô ấy mạnh như vậy vào lúc này. Tôi bất nhẫn lên tiếng. Tránh ra, ở đây không có việc của cậu. Tức thì Trường đưa tay đẩy tôi. Tôi cũng không né tránh mà chỉ nhún vai cười nhếch miệng. Tùy anh thôi. Phải có lý do thì em mới nói như vậy. Để anh xem. Trường nhìn tôi ngờ vực. Đoạn dò dẫm xem xét hai cánh tay của Ngọc, nhưng Ngọc phản ứng lại ngay lập tức. Không cần, em không sao hết. Nhưng mà Trường vẫn giữ lấy tay Ngọc. Em đã nói là em không làm sao hết, anh bỏ tay em ra đi. Kể cho anh nghe, tối nay đã xảy ra chuyện gì? Trường miễn cưỡng buông tay Ngọc, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ gia trưởng cao ngạo. Mọi chuyện đều có trong tin nhắn em gửi anh rồi đấy. Anh muốn nghe trực tiếp từ em. Nội dung tất cả mọi chuyện em đã gửi hết cho anh rồi. Anh cứ mở máy ra mà xem. Anh vẫn muốn nghe trực tiếp từ chính em nói ra. Tay này công nhận ngoan cố đến mức ăn thua. Để làm gì? Anh thấy hay ho lắm mà. Thấy thú vị lắm hay sao mà anh muốn nghe người yêu mình nhắc lại những chuyện như vậy? Ngọc đanh mặt nhìn Trường không khoan nhượng. Cô nàng thực sự đã nổi giận. Điều mà bản thân tôi cũng ít khi chứng kiến. Ý anh không phải như vậy. Chỉ là quả thực anh không nghĩ việc như vậy lại có thể xảy ra. Cũng vì anh thấy một phần em cũng có vài bất đồng xung quanh gói thầu này. Sao cơ? Vậy là anh đang nghĩ em dựng chuyện. Ngọc cười khẩy, nụ cười vừa mang vẻ ngạc nhiên, lại có thêm phần chua chát. Không phải, em đừng có nghĩ khác đi như thế. Chỉ là anh có cảm giác là em không nhiệt tình với gói thầu này. Thôi, em nghe đủ rồi. Anh không cần phải nói thêm gì nữa. Giờ anh về đi. Lúc này em chỉ muốn được ăn tối rồi nghỉ ngơi thôi. Đi thôi Tuấn. Cậu ta làm gì ở đây vậy? Trường hướng sự thắc mắc sang tôi. Em mời cậu ấy đến ăn tối cùng với em. Em... Việc này không được. Sao không được? Em không có quyền mời khách đến nhà mình à? Còn tùy khách là khách nào. Nếu cần thì anh sẽ lên cùng chứ em xem. Giờ là mấy giờ rồi mà còn rủ rê nhau lên nhà vào giờ này. Anh dùng từ đàng hoàng một chút có được không? Anh có thể nghi ngờ em. Nhưng anh không có quyền nghĩ xấu hay xúc phạm em. Khi chính mắt anh chưa nhìn thấy những việc mà trong đầu anh đang nghĩ. Em không phải là con búp bê để anh trưng bày trong phòng của anh đâu. Ngọc không nhượng bộ. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy gay gắt đến cùng như vậy. Tôi vào trong kia đợi cô. Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên tôi có ý muốn tránh mặt. Tuy nhiên, cây muốn nặng mà gió chẳng ngừng. Khoan, cậu đứng lại cho tôi nói chuyện. Trường nhìn tôi đầy tức tối. Chưa bỏ được cái giọng kiểu này thì còn gặp nhiều phốt nữa. Nếu là chuyện về mấy bản báo cáo thì hiện tại em vẫn đang làm và sẽ cố gắng hoàn thành trước buổi họp cuối tháng của công ty cho anh. Tôi thản nhiên đáp lời. Chuyện tôi sắp đề cập là chuyện khác. Vẻ đe dọa hiện rõ từng nét trên khuôn mặt Trường, một sự thay đổi sắc diện tức thì, một kẻ khó lường. Em thấy nói chuyện vào thời điểm này có vẻ không được thích hợp cho lắm. Bản thân em lúc này cũng không muốn trò chuyện mà chỉ muốn ăn cho xong bữa tối rồi tạm biệt Ngọc, sớm chừng nào hay chừng đấy,
Chứ để muộn quá thì, như anh đã nói đấy, cũng không được hay cho lắm. Những câu nói nghe bâng quơ mà như chim chích của tôi lập tức được phát huy tác dụng. Cậu, được lắm. Thôi được rồi, anh về đây, nghỉ ngơi sớm đi. Mai gặp lại em sau. Tạch tạch, mấy con này ngoan quá, lâu không gặp vậy mà vẫn quấn. Cả con mới này cũng ngoan nữa, mà quên không hỏi con này tên là gì vậy? Tôi vừa hỏi vừa cưng nựng tụi Bobby cùng một con cún xinh xinh bông xù mới tinh. Tu tu, hả? Đặt tên gì nghe lạ vậy? Bobby tu mà không hay hả? À, mà tu tu ở đây cũng có thể hiểu là Tuấn Tuấn nhá. Ngọc cười sung sướng, có vẻ như sự việc ban nãy với trường không mấy ảnh hưởng tới cô nàng như tôi nghĩ. Ô dề, chủ mày tương tư người tên Tuấn, nên phải đặt tên cho mày như vậy để đỡ nhớ người ta kia kìa, tu tu nhỉ? Nói mà không biết ngượng, đúng là mặt dày. Ngọc khẽ lườm, đoạn giành lấy con bi rồi vuốt ve. Rửa bát xong chưa mà ra đây thế? Xong rồi mới ra chứ. Thế đi pha cà phê đi. Ê, thôi được rồi, để tôi pha. Tôi lầm lũi vào bếp sau khi lãnh trọn cú Santo tĩnh của Ngọc và Mông. Mọi thứ vẫn như xưa nhỉ? Tôi hồi tưởng lại khi đứng trước phòng tranh của Ngọc. Mọi thứ vẫn y như cũ. Từ bố cục, sắp xếp, ánh sáng, không gian, cảm nhận. Tất cả vẫn như những ngày đầu tôi đến căn phòng này. Chỉ duy nhất có tủ rượu là được thay bằng một vài nhãn rượu khác. Như thế này mà bảo cho người khác thuê nhà, bảo sao ô tô với xe đạp vẫn gửi dưới tầng hầm. Anh cũng thích bới móc nhỉ, chuyện qua lâu rồi mà vẫn cố đào lên cho được. Hả? Phải đào để thấy độ mê trai của cô chứ. Tôi không thích đùa sâu những chuyện như vậy nữa đâu. Anh mà còn đùa dai nữa là tôi đuổi về đấy. Ngọc lạnh lùng làm tôi trưng hửng. Không khí cũng vì vậy mà trùng xuống theo. Đối nghịch với từng làn khói mảnh lãng đãng bốc lên như những sợi chỉ nhỏ nơi miệng hai cốc cà phê. Nói một chút về công việc nhé. Tôi bèn đổi chủ đề sau khi nhấp một ngụm cà phê. Ừ, có chuyện gì vậy? Ừ, gói thầu của bên Trung Quốc ấy. Có vấn đề gì sao mà trường lại nghĩ là cô không nhiệt tình? À, lại nói về chuyện đó à? Thì sự thật là như vậy mà. Vậy đúng như anh trường nói à? Sao cơ? Ngọc liếc nhìn tôi bằng một tia sắc đẹp. À, không. Ý tôi là cô thực sự không thiết tha gì gói thầu đó à? Có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Không cần. Mà sao hôm nay dữ dằn lạnh đùng thế không biết? Chắc anh đang muốn biết lý do vì sao tôi lại không thích cái gói thầu đấy có phải không? Chắc cô sợ bên họ chơi chiêu kéo dài tiến độ, tạo độ vênh về kinh phí và thời gian giao nhận hàng hạng mục với các bên mình phải không? Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi không tán thành việc dự thầu mấy gói ở hạng mục này. Có thể thấy rõ những o ép về điều khoản trong hợp đồng. Rất nhiều bất lợi nảy sinh về giá và chi phí, nhưng bên mình lại không được chủ động với bên chủ đầu tư. Vì vậy chỉ cần xảy ra một vài phát sinh thôi là cũng đủ để công ty mất đi lợi nhuận sau quyết toán rồi. Tiếc là tiếng nói của tôi có vẻ không được mọi người coi trọng. Còn ý kiến của ba cô và anh Nguyên thì sao? Ba tôi cũng muốn theo vụ này, còn anh Nguyên thì chỉ có đồng ý khi thay đổi hoặc là hạ mức một số điều khoản bất lợi trong hợp đồng. Tôi nghĩ mọi người hẳn cũng phải nhìn thấy những khó khăn sẽ gặp phải nếu thực hiện mấy gói hạng mục này rồi. Nên chắc chắn phải có lý do nào đó thì tất cả mới sốt sắng theo đuổi đến cùng như vậy. Đôi khi khiến cho đối thủ thất thế cũng đã là làm lợi cho mình rồi. Ý anh là... cạnh tranh trong gói thầu lần này còn có cả công ty Y, mà dù hiện đang là đối tác với bên ta, nhưng trước đó họ vốn vẫn là đối thủ. Thời gian sau khi kết thúc mỗi hợp tác này chưa biết chừng lại quay về thế đối đầu như xưa có phải không? Nếu chuyện đó thành sự thật thì... có lẽ vì tôi mà lần này công ty phải chịu thua thiệt trước đối thủ mất rồi. Ngọc lăn chậm bàn tay trên cốc cà phê ấm nóng, đôi mắt hiện rõ từng mảng u sầu. Sáng hôm sau, thứ năm, vẫn tiếp tục nhịp làm việc như thường lệ. Hiện tại ở cái văn phòng này ngoài trường ra, tôi đã có thêm một đối thủ ngầm khác, hay nói đúng hơn là một kẻ xấu chơi khác, chính là Vũ. Điểm chung giữa hai nhân vật này chính là bộ mặt đa diện, thay đổi sắc thái nhanh chóng như những mặt rêu bích lập phương. Nếu nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện sáng nay của trường, hẳn không ai có thể hình dung được những nét sắc cạnh đầy sát khí mà tối qua gã đã bộc lộ khi đối diện với tôi. Với tay Vũ thì cái sắc thái biểu cảm còn thể hiện ở cái mồm thưa thớt của gã. Trước mặt ông tôi niềm nở, còn sau lưng thì bới móc và nói xấu. Điều này có vẻ hơi ngược đời khi nó được khởi nguồn sau lần to tiếng của trường ở văn phòng cách đây hơn một tuần mà tôi là kẻ bị hại. Điều này thì chính bản thân tay Vũ là người biết rõ hơn ai hết. Có thể chính việc để lộ ra bản chất thật hơi sớm trước một người mới như tôi, khiến gã mang trong mình tâm lý đề phòng và quyết tâm tiên hạ thủ vi cường. Chơi xấu tôi bằng được, hòng tạo ra một khoảng cách vô hình cô lập tôi trong cái tập thể hơn chục con người ở đây. Không bao giờ hại ai, nhưng nếu ai đã cố ý dắp tâm hại mình,
thì tôi nhất định sẽ chơi lại cho hắn những vố lãi hơn thế gấp nhiều lần. Anh! Em! Tôi cười với Nhi khi cô nàng thình lình xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào. Xe của anh đâu mà hôm nay lại đứng bắt xe buýt vậy? Thỉnh thoảng đi buýt cho nó thi vị em ạ. Vậy hôm nay nhờ anh chỉ giúp em xem cái thi vị ấy nó như thế nào nhé. Thế sẽ em mọi ngày vẫn đi đâu? Đã bảo hôm nay em muốn thưởng thức cái thi vị anh vừa nói mà lại. Uầy, đừng có đua đòi đi buýt theo anh làm gì. Con gái đi buýt thiệt lắm em à. Sao mà thiệt hả anh? Đấy, tí đi thì biết. Úi dồi ôi, thôi đi ông, gái Hà Thành như em biết đi buýt từ hồi mới đẻ cơ, cứ làm như là ghê lắm. Trông thế này mà gớm nhỉ? Gì, cái gì cũng xanh. Mà thôi, xe anh đến rồi, em đi xe nào vậy? Ôi, em cũng xe này nè, trùng hợp quá nhỉ? Bắt xe vào giờ tan tầm thì dĩ nhiên là phải đứng rồi. Thi vị quá anh ui. Nhi véo nhẹ lưng tôi rồi nhăn mặt mồm mỉm cười. Đoạn lấy tay che mũi vì mùi viêm cánh từ một nam thanh niên gần đó đang tỏa ra ngào ngạt. Mẹ cha mày, thằng này cho về ở chung với Xuân Chóa thì hợp. Tôi nhức đầu nhức mũi nghĩ thầm, xe thì kín, người thì đông, thì vị kiểu này quả thực là khó ngửi. Kết, chiếc xe đang băng băng lướt êm trên đường bỗng nhiên khựng lại, tiếng phanh cháy khét vang lên the thé cùng với nhịp độ rúi rụi của những cây thịt người. Ôi, Nhi lúc này một tay đang xem điện thoại, một tay vẫn bịt mũi nên không kịp phản ứng gì. Theo quán tính đổ người như bay về phía trước. Ấy, không sao, anh giữ được em rồi. May mắn thế nào, đúng vào lúc mắt mũi đang tối sầm vì khe hở thấp thoáng nơi cổ áo Nhi, nên tôi vẫn kịp phản xạ giữ chặt lấy tay cô nàng. Cảm ơn anh nhé, không có anh thì em ngã mất rồi. Phải là bay mới đúng chứ. Anh đề nghị buộc dây vào nhau, nếu lần sau mình còn đi chung xe buýt. Nói là phải làm đấy nhá, hay là mai luôn đi anh. Nhi cười tươi lộ vẻ hưởng ứng. Thôi, để hôm nào hâm hấp anh rủ em sau. Ý anh là em hâm hấp chứ gì? Được lắm. Nhi không giống như Ngọc và Mi, dù biết mình bị trêu nhưng chỉ cong môi phản ứng chứ không có trò cấu véo đấm đá hay là dẫm đạp Santo. Nói chuyện thêm một hồi nữa thì cũng tới gần nhà Nhi, cơ mà, nhà em thế này thì gần nhà Ngọc à? Dạ em ở chung với chị Ngọc luôn mà anh. What the, vậy tối qua là thế méo nào? Vậy tối, tôi kịp phanh lại những lời vừa nghĩ ra trong đầu. Vậy đã em ở cùng với Ngọc từ hôm về nước à? Không anh, trước đó em vẫn ở nhà em, nhưng thấy buồn nên chị Ngọc rủ về ở chung cho vui. Hôm nay mới là ngày đầu tiên em chuyển về đây. Vậy à, có hai chị em thì ở cùng nhau cho nó vui. Vâng, hôm nào rảnh anh qua chơi nhé. Thôi, em về đây. Bye bye anh. Bye em. Thảo nào mà tối qua không gặp, tiếc quá. Chiều thứ sáu, ngày làm việc cuối tuần, cuối cùng cũng kết thúc. Tan sở, toàn bộ dọc dãy hành lang hướng về phía thang máy thì một bà chị ở bên phòng kế toán, tôi quen qua những lần uống cà phê sau bữa trưa, nhờ tôi mang giúp một số báo cáo lên cho anh Nguyên vì phải vội về để đi thăm người thân. Sở dĩ bà chị tin tưởng dám giao chứng cho ác như vậy, vì đã biết được phần nào mối quan hệ giữa tôi và anh Nguyên thông qua lần tôi giúp anh ấy ở buổi tiệc tất niên. Mà thực ra cũng chẳng có gì, vì mấy bản báo cáo photo này có mất cũng chẳng chết ai. Lên tới phòng Khôi Nguyên thì chỉ còn trợ lý trong phòng nên tôi đành gửi lại anh ta. Định bụng xong việc thì về luôn, nhưng nghĩ thế nào tôi lại đi nốt một nhịp thang máy lên tầng trên, nơi có sự hiện diện của vị trí chủ chốt, chủ tịch công ty. Cửa thang máy mở ra, nhìn dọc dãy hành lang và các ban bệ, về cơ bản cũng chẳng có mấy khác biệt so với những tầng khác. Cái không khí tối thượng mà tôi muốn cảm nhận cũng vì vậy mà trở nên mờ nhạt. Chép miệng tự cười bản thân, thỉnh thoảng lên cơn dở hơi dở trứng làm những chuyện dỗi hơi khác người, tôi bước trở lại thang máy. Ba không coi trọng ý kiến của con, thế nào cũng được, con không bận tâm, con chỉ mong ba đừng đánh giá sai lệch trách nhiệm của con với công ty này, con chỉ mong ở ba điều đó thôi. Ngọc, sao em lại nói như vậy, mọi người đâu có nghĩ sai gì về em đâu. Cửa thang máy khép lại cũng là lúc những tiếng nói đó chấm dứt, dù vậy nó vẫn đủ rõ ràng để tôi nhận ra, đó là Ngọc và Khôi Nguyên. Không hiểu có chuyện gì, nhưng có vẻ giữa ba con họ đang có những tranh cãi liên quan đến công ty thì phải. Điều này hẳn là có căn hệ đến mấy gói thầu hạng mục của nhà thầu Trung Quốc kia rồi. Trần trần trong xe buýt tới gần 7 giờ tối mới về đến nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bọn Xuân Hải đâu. Bếp tước lạnh ngắt, tủ lạnh thì trống trơn. Tôi lại lóc các quốc bộ ra khu chợ gần đó để mua đồ. Đang nhập tâm mặc cả này nọ thì Khôi Nguyên gọi đến. Tuấn à, từ chiều đến giờ Ngọc có liên lạc gì với cậu không? À, dạ không anh ạ, có chuyện gì sao anh? À không, anh hỏi chút việc thôi. Vậy nhá, chào cậu. À vâng, em chào anh ạ. Quái lạ, hết tranh cãi giờ lại hỏi nhau đi đâu. Đi đâu là đi đâu nhỉ? Mang theo những thắc mắc không tên về nhà, lúc này Xuân đã về tới nơi, còn Hải thì vẫn không thấy mặt mũi đâu. Thằng Hải vẫn chưa về hả mày? Xuân vừa hỏi vừa lau mặt. Chắc cuối tuần nên nó đi Dota với hồi bạn rồi. Mẹ, gần 8 giờ rồi vẫn chưa chịu về cơm nước.
Còn mày nữa, sao hôm nay về muộn như vậy? À, ghé qua mua cho cái Ly mấy thứ mà. Tình cảm ghê nhỉ? Chuyện. À mà này, nãy tao thấy đứa nào như là cái Ngọc đi đâu mà vào ga hôm nay đấy? Hả? Đi đâu? Vào ga hôm nay á? Mà có đúng là nó không? Ờ, nó xinh với cao như vậy, tao nhìn cái là nhận ra ngay mà. Thấy nó khoác ba lô với cái bóc máy ảnh lình kình lắm. Ờ, thế thì đúng là nó thật rồi. Mà nó ra ga hôm nay làm cái gì nhỉ? Cũng không hiểu có chuyện gì mà Khôi Nguyên tự nhiên là gọi cho mình như vậy nhỉ? Ôi dồi ôi, đi muộn thế này lại mang theo máy ảnh thì chỉ có đi Sapa săn tuyết cuối tuần chứ còn đi đâu nữa. Sapa? Thế lúc mày gặp nó cách đây bao lâu rồi? Ờ thì vừa đi mua đồ cho cái Ly xong thì về thấy nó đây. Tính ra cũng khoảng 15-20 phút rồi. Rồi, giờ mặc quần áo vào. Rồi chở tao ra ga. Nhanh! Đại gia ôm ngót tỉ trong banh mà có cái xe còi cũng méo mua được. Mẹ lại còn sĩ, mày đặt bỏ qua. Xuân cào nhào khi cố lạng lách qua đám đông đang dồn ứ trước mặt. Đoạn tiếp tục ca thán. Lại đúng cuối tuần chứ, đông như bọ. Bỏ ngoài tai những lời lèm bèm vô nghĩa của thằng bạn Hảo, tôi để tâm vặn vặn hiệu chỉnh lại khẩu canon cứng cựa mới tậu sau đợt mua sắm cuối năm vừa rồi. Lòng không khỏi hy vọng về một chuyến đi đáng nhớ với người con gái mình thương. 8 giờ mẹ nó rồi, lần này tầm này tao sợ không còn vé đâu Tuấn ạ. Xuân tỏ vẻ băn khoăn khi hai thằng vào đến cửa ga. Mà cũng không rõ cái Ngọc đi tàu thường hay là đi tàu của bọn Tư nữa. Tàu bọn Tư là tàu gì? Tôi hỏi ngô nghê. Là tàu riêng của bọn du lịch, có cả loại cao cấp mà Tây Ba Lô nó hay đi ấy. Ờ, mà giờ còn không chắc Ngọc nó có đi Sapa nữa hay không? Gọi nó thử xem. Chưa vội, vào đấy tìm đã rồi tính sau. Không kịp đâu mày, nó mà đi tàu Tư thì giờ này sợ còn không còn vé cho mày đâu. Giá biết sớm hơn một chút, tao còn gọi người quen book vé giúp được. Ừ, thôi kệ, đến đâu hay đến đấy vậy. Vậy chim cút nhanh đi con. Có gì không biết cứ gọi tao. Gì chứ, Sapa thì anh là mọt rồi. Đi được 2-3 lần mà cũng gớm nhỉ. Thôi được rồi, tao vào đây. Mày về cẩn thận nhé. Không kịp nghe câu chào của Xuân, tôi bước nhanh vào trong ga. Mặc dù trời đã về tối, nhưng bên trong vẫn còn kha khá người qua lại. Lác đác cũng có một số người tay xách nách mang, đeo trên cổ trên vai, bóc súng ngắm giống tôi. Đùm chăn áo rét toàn là những cục bông bóng tròn di động. Muốn tìm Ngọc trong cái bể người hỗn mang này quả thực không đơn giản như tôi nghĩ lúc đầu. Bụp. Úi em xin lỗi ạ. Một cái va bất chợt, tiếng em gái líu ríu xin lỗi làm tôi chợt tỉnh. Chuyện tìm người có lẽ đành để sau vậy, việc trước tiên là phải mua được cái vé đã. Qua một thoáng tính toán sau khi lướt nhanh bảng lịch trình và giờ tàu những chuyến tối nay, tôi quyết định chọn vé đi Lào Cai như dự định ban đầu. Chuyến Hải Phòng đã quá giờ từ lâu, chuyến đi Bắc Nam thì tới 11 giờ đêm mới có. Tiến đến quầy vé với niềm hy vọng khấp khởi như chạm giờ soi lô khi nhà sổ mở lồng bóng. Hết vé chuyến này rồi em ạ, chỉ còn vé chuyến sau thôi. Cái đạch. Câu trả lời gãy góc đến lạnh băng của bà chị bán vé lập tức gây ra một tác dụng tức thì. Nó khiến lòng dạ đang đói meo của tôi nheo lên lồng lộng như có bão giữa ngày đông. Điều này phần nào lý giải vì sao mà lượng người ở ga tối nay đông như vậy. Sapa mà. Mùa lạnh ở Sapa thường là mùa đẹp nhất trong suy nghĩ của nhiều người. Mặc dù Noel đã qua và hiện tại đã là cuối đông, nhưng không vì vậy mà lượng khách du lịch suy giảm. Thậm chí càng cận Tết có vẻ người ta càng đổ về Sapa nhiều hơn với vô vàn những lý do khác nhau. Trong đó đúng như lời Xuân đã nói, vừa đi chơi vừa kết hợp săn tuyết thì ở Việt Nam chỉ có đến Sapa mới làm được điều này. Hết chơi vơi với những suy nghĩ mông lung, trở về với thực tại, tôi đành chạy tới chạy lui, hết hỏi mấy chị nhân viên bán vé lại đến hỏi mấy anh xe ôm, mấy hàng quán, mấy bà cô bán nước. Thậm chí là cả những người có dáng vẻ tiềm năng xem có cách nào phe giúp tôi một chiếc vé hay không. Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, không biết hoặc xua tay từ chối. Giờ mà muốn đón Lõng Ngọc thì chỉ có mỗi nước bắt xe khách đi Lào Cai Sapa rồi lội ngược về ga Lào Cai như Xuân đã nói. Cơ mà bới bèo ra bỏ, đến đây lại nảy sinh một vấn đề khác mà giờ tôi mới nghĩ đến. Ngọc có thể đi cũng tuyến này, nhưng chưa chắc cô ấy đã về ga cuối Lào Cai. Lỡ như cô ấy xuống những ga đầu như là Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái thì sao? Kế hoạch xe khách coi như là impossible từ trong trứng nước. 20:15, cây kim dây trên chiếc Stenhouse vẫn lướt nhẹ như bay, nhẫn tâm gạt đổ từng múi tích tắc mà tôi đang cố níu kéo trong từng bước chân đi tìm Ngọc. Mà tìm được rồi, không biết có chịu nói đi đâu không nữa, vớ vẩn nói một đằng đi một nẻo cũng bằng thừa. Đang băn khoăn với những khúc mắc trong đầu thì một dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài quen thuộc bất chợt giữ chặt lấy ánh nhìn của tôi. Bước đi như con nam châm hấp dẫn, người con gái ấy đang thu mình trong chiếc áo lông vũ vằn đen, ngồi im lặng giấu chiếc tai nghe nơi sóng tóc. Ồ, cô cũng ở đây hả? Cố gắng giấu đi niềm vui vừa chớm nở, vỗ nhẹ vai Ngọc làm bộ ngạc nhiên. Ờ, là anh ạ, anh đang làm gì ở đây vậy? Cô nàng có vẻ cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Thì đi tàu thôi. Đi tàu đi đâu? Yên Bái.
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên Ngọc. Yên bái, đang lạnh thế này lên đó làm gì? Ở thì đi chơi chứ làm gì? Vậy còn cô, đi đâu mà cũng tàu thế này? Tôi vừa hỏi vừa đưa tay vỗ vỗ lên chiếc túi đựng súng ngắm. Anh hỏi để làm gì? Ngọc hững hờ quay đi, ngón tay dài mềm mại lại đưa chiếc tai nghe lên vành tai. Quan tâm đến nhau thì hỏi thôi. Tôi nhẹ giọng, bàn tay tới lui vài nhịp cọ sát trên chiếc quần bò như để tìm thêm chút hơi ấm sau những bước chân táo tác vừa rồi. Thở nhẹ rồi im lặng, không để tâm gì tới cô nàng ngồi bên nữa. Sapa, đi chơi thôi. Đi cho yên tĩnh. Ngọc bỗng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng như đang suy tư. Cuối cùng cũng là đi Sapa thật. Mà sao tự nhiên nói chuyện nghe lạ vậy nhỉ? Không lẽ là vì dư âm của cuộc cãi vã lúc chiều? Sapa, lên đó săn tuyết à? Tôi lướt ngang bộ súng canon quen thuộc đang ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng Ngọc. Có thì chủ, không có cũng chẳng sao. Chủ yếu là đi chơi cho biết thôi. Ngọc vừa dứt lời thì còi tàu và tiếng chuyển động ồn ào của những vòng bánh sắt bắt đầu dồn dập từ phía xa vọng lại. Loa thông báo oang oang vang lên, từng lớp người dần ra rời khỏi ghế, nối đuôi nhau thành từng đoàn hỗn độn di chuyển vào sân ga. Nhà chờ trở nên thưa thớt dần. Tuy nhiên, Ngọc thì vẫn ngồi đó, vẫn nghiêng đầu tựa cằm trên thành ghế, im lặng cảm nhận một thứ âm nhạc phát ra bên trong chiếc tai nghe. Sao còn chưa đi đi? Tàu đến rồi kìa. Và muộn lại lỡ chuyến bây giờ. Tôi đi chuyến sau. Chuyến 10 giờ. Tôi nhìn nhanh lên bảng giờ tàu. Ừ. Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế, uể oải trả lời. Thôi, bỏ mẹ nhau rồi, hy vọng vẫn còn kịp. Chị ơi, cho em một vé đi Lào Cai chuyến tới. Tôi lình dần tới quầy bán vé, trong tâm lý sẵn sàng đón nhận gáo nước lạnh thứ hai từ bà chị nhân viên. Sao lại không mua luôn đi? May mà chuyến này vẫn còn sót lại vài vé. Có mua bây giờ, đắt có khách đến là hết ngay. Thầm cảm thấy may mắn khi mua được loại vé cao nhất. Có gì lát nữa cũng dễ thương lượng với người khác nếu muốn đổi vé để ở cùng Ngọc. Thêm một cái may nữa là Ngọc có thể vì đi vội không có dự định trước nên cũng không kịp book vé tàu tư giống tôi. Tưởng tượng đến viễn cảnh đứng trước một Sapa huyền ảo thơ mộng, biết rõ người con gái trong tim mình đang hiện hữu nơi đây mà không thể tiếp cận, dù chỉ là một ánh nhìn mới thấy thảm não và khổ sở như thế nào. 8 rưỡi tối, vẻ uể oải của Ngọc bị tôi phá ngang bằng lời rủ dê đi ăn vặt. Thực ra không biết là Ngọc như thế nào, chứ bản thân tôi thì đã đói meo kể từ lúc chạy tới chạy lui ban nãy. Không, rất ngắn gọn và lạnh lùng. Ngọc trở về với tư thế uể oải trước đó, đôi mắt lim dim như trôi theo cảm xúc của những giai điệu bên tai. Tôi cũng chẳng còn hứng thú để bận tâm khi hương vị thơm đồng của chiếc bánh mì trứng nóng hổi đang từng chút trôi tuột vào trong dạ dày. Uống chút nước cho đỡ lạnh. Tôi đưa Ngọc một lon trà nóng, nhưng vẫn thái độ kể từ lúc gặp nhau tới giờ. Cô nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi hờ hững đặt luôn xuống bên cạnh. Gần một tiếng sau khi vào sân ga để đón chuyến tàu muộn, lon trà vẫn còn lại đó, không vơi đi chút nào, cho dù hơi khói đã nguội lạnh. Anh làm gì vậy? Ngọc có vẻ khó chịu khi chứng kiến vẻ hoan hỉ của tôi sau khi đổi vé thành công với một cô bé sinh viên hiền lành. Tôi thì nghĩ lý do chính khiến Ngọc như vậy có thể là vì cô nàng đã nhận diện ra một kẻ bám đuôi, hoặc trực quan hơn là do cái giường tôi mới đổi nằm ngay trên giường của cô ấy. Khoang 4 giường, không có điều hòa như loại vé tôi mua, nhưng vậy mà lại hay. Cô ấy đông mà. Thà chăn ấm đệm êm, còn hơn là tin tưởng vào hệ thống điều hòa trên những con tàu nhà nước kiểu này. Vừa sắp xếp hành lý, vừa tranh thủ xã giao đôi ba câu với hai hành khách còn lại, tôi mới biết đây là một couple đi chơi cuối tuần với nhau. Chà chà, ước gì được như bọn họ. Gác đầu tay suy nghĩ mông lung, mới đó mà đã 10 rưỡi tối. Con tàu cũng đã lăn bánh được gần 20 phút, lắc lư và ồn ào có lẽ là những gì dễ cảm nhận nhất cho đến lúc này. Không bị say chứ? Lắc lư vậy có ngủ được không? Gửi một tin nhắn cho cô nàng nằm dưới, nhưng không thấy động tĩnh gì. Cả về thông báo của tôi lẫn điện thoại tin nhắn hồi âm. Thêm 5 phút chờ đợi trôi qua, tôi mới đinh ninh là Ngọc đã tắt máy để tránh mặt mọi người. Không hiểu có vấn đề gì đằng sau cuộc cãi vã lúc chiều mà từ lúc gặp nhau tới giờ, thái độ của Ngọc thực sự rất lạ. Nét mặt lạnh lùng, uể oải, nhưng ở đâu đó sâu trong khóe mắt lại toát lên vẻ buồn bã và cô đơn. 11 giờ đêm. Đoàn tàu vẫn lầm lũi trườn đi trong tiếng lăn bánh rào rào, những âm thanh rì rầm to nhỏ nơi hai chiếc giường đối diện cũng tắt ngấm.
Cả bên trong lẫn bên ngoài ô cửa khoang tàu đều đồng nhất một màng tối sẫm, lờ mờ. Con người và vạn vật sau một ngày dài phù bóng hoạt động dường như đã đủ mệt mỏi để thả lỏng, buông mình, chìm dần vào những giấc ngủ nông, sâu. Bình minh tại ga Lào Cai, từng đoàn xe du lịch nườm nượp nối đuôi nhau, hết ra lại vào bến, rồng rắn chuyên chở hành khách đổ về các ngã đường, mà tập trung nhiều nhất là về Sapa. Ngọc nãy giờ vẫn không lý gì tới tôi, cơn ngáy ngủ ban sáng của cô nàng tiêu tan nhanh chóng bởi khuôn mặt của tôi, một trong những hình ảnh đầu tiên Ngọc được chiêm ngưỡng nơi địa danh đẹp nhất Tây Bắc này. Cũng phải thôi, vừa ăn tròn, vừa bị bám đuôi, ý định đi chơi để kiếm sự yên tĩnh ban đầu coi như phá sản. Tôi hiểu và cảm thông phần nào với nỗi bực dọc của Ngọc, toe toét cười nụ, thi thoảng điểm xuyết vài câu nói ngu ngơ ẩn dụ, tất cả những gì tôi có thể làm để dung hòa cái gương mặt cáu kỉnh và thái độ khinh khỉnh của cô ấy. Dán vào đi. Lạ thật, cầm lái thì không sao mà ngồi xe thì lại say. Tôi chỉ ra minh rắn chống say khi Ngọc có vài biểu hiện nôn nao. Tây Bắc mà, dù tối qua Xuân đã gửi một lô một lốc những nốt tin nhắn dài rằng giặc, nhưng có đi thực tế mới cảm nhận được hết sức cái sự kiến tạo độc đáo của những con đèo nơi đây. Ngoan ngoèo, ngoan ta ra hoàn những ta luy âm dương, hết lên đèo lại đổ dốc, chiếc xe khách vẫn lướt đi như đầu ngón tay đang mơn trớn những đường cong ưỡn mình quằn quại của con đèo. Qua vài thung lũng, vài thửa ruộng bậc thang gấp khúc, Sapa đã ở phía xa xa. Lần khuất sau những đám mây mù và rặng rừng thông, ngôi nhà thờ đá im lìm nằm khép mình giữa sương mù lạnh lẽo, nên đá trắng cũ kỹ trong một ngày thiếu nắng càng làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần bí ẩn. Dù vẫn còn mệt mỏi vì say, Ngọc vẫn tự dọn hành lý và bước xuống mặc cho tôi cố ý xách giúp chiếc ba lô. Đi bộ qua vài con dốc quanh co của thị trấn, chúng tôi cũng tìm được một khách sạn trên đường Xuân Viên. Ngả lưng nằm dài trên chiếc đệm êm sau chuyến hành trình chỉ có lắc lư và đánh võng. Tới giờ mới được hưởng thụ cảm giác êm ái trên một chiếc giường thực sự. Phòng đôi tiết kiệm không muốn lại cứ thích phòng đơn làm gì? Đấy, vợ em kỳ lắm chị ạ. Khẽ tủm tìm hình dung lại địa bộ thách thức của Ngọc cùng vẻ khó hiểu của bà chị quản lý khi nãy. Tôi lấy máy gọi cho Ngọc, nhưng nghe tiếng tít tít mới nhớ ra cô nàng đã tắt máy. Đành lóc cóc mò sang phòng bên gõ cửa, không có tiếng trả lời. Vặn thử lấy cửa thì thấy khóa trong. Mò sang lần hai sau nửa tiếng chờ đợi, lần này thì Ngọc mới chịu mở cửa. Chút hương thơm dịu nhẹ tỏa ra khi tôi bước vào. Là mùi sữa tắm, nhìn bộ đồ mới tinh trên người cùng mái tóc bện lại vì ướt, hẳn là cô nàng vừa mới tắm xong. Ăn sáng xong rồi đi chơi luôn chứ? Không, Ngọc lắc đầu, búi lại mái tóc ướt rồi nằm sấp trên giường nghịch iPad. Vẫn còn mệt à? Ừ, hơi mệt. Muốn ăn gì không tôi mua cho. Không cần đâu, anh muốn đi đâu thì cứ đi đi. Chiều leo Hàm Rồng chứ? Chưa biết, để xem thế nào đã. Ngọc vẫn nhát gừng trả lời tôi. Đi chơi mà cứ ở trong phòng thế này à? Vậy chiều đi Hàm Rồng nhé. Được không? Đã bảo để tôi xem thế nào đã rồi tính sau mà. Ngọc đùng đùng gắt gỏng. Thôi được rồi, cô cứ nghỉ đi. Chưa tôi về rồi đi ăn. Tôi nén tiếng thở dài đoạn bước xuống lầu. Dặn dò qua bà chị quản lý để ý giúp nếu thấy Ngọc đi đâu thì báo lại cho mình biết. Tôi rời khách sạn tàn bộ quanh trung tâm thị trấn với chiếc Canon bên mình. Thăm thú qua cảnh vật nơi đây. Điểm nhấn là những ngôi nhà dọc hai bên đường với mái hiên nghiêng nghiêng nhìn xuống những con dốc thoai thoải. Thong thả bước tiếp từng bậc tam cấp ẩm ướt là xuống tới chợ Sapa. Khu chợ này đặc biệt bày bán khá nhiều hàng thổ cẩm. Có lẽ vì vậy mà đây cũng quy tụ khá nhiều người dân tộc thiểu số. Vận những lớp trang phục truyền thống khác nhau. Trai gái, già lão, trung niên, thanh niên, trẻ nhóc. Không rõ là người Mông, Giao hay là người dân tộc nào, nhưng hầu hết đều nói được tiếng Việt và tiếng Anh bồi. Cách mời khách rất là chuyên nghiệp và tự tin. Ăn qua loa bát bún nóng và lót dạ bằng một chén rượu ngô mới nấu, tôi hỏi thăm qua dân bản xứ một số điều, rồi trở lại khu phố cổ trung tâm thị trấn để tiện bám đuôi Ngọc nếu Ngọc có đi đâu. Trốn tránh cái lạnh chưa quen bằng tách cà phê trên tầng 2 của một quán phố nhỏ, tựa người vào lưng ghế, nhìn quang cảnh và con người hiện hiện qua ô cửa kính, tôi mới dần cảm nhận được rõ hơn chút phong vị riêng biệt mà những người từng đi Sapa thường nói đến. Đang thả dòng suy tư theo những đám mây mù bồng bềnh sau rặng núi, thì chuông điện thoại chợt reo, là cuộc gọi của bà chị quản lý khách sạn. Cô định đi đâu vậy? Tôi đón lõng Ngọc khi vừa kịp lúc
cô nàng đang lững thững dạo bước trên con phố Xuân Viên dưới những tán anh đào nở rộ. Khung hình hiện lên thực sự rất đẹp, từ vẻ đẹp rực rỡ của hoa, cảnh êm đềm của mặt hồ kế bên, cho tới nét ưu tư vô tình của nhân vật chính trong bức ảnh. Có vẻ như nhân vật ấy cũng đang suy tư một điều gì đó thì phải, vì chỉ đến khi tôi tới bên và cất tiếng, Ngọc mới chịu hồi đáp bằng cái nhìn ngạc nhiên. Định đi đâu vậy? Mà đã ăn uống gì chưa? Chưa thì đi ăn với tôi. Không, tôi không đói, để chưa ăn cũng được, mà tôi tưởng anh đi chơi rồi mà. Ừ thì loanh quanh xem một số thứ quanh đây thôi. Cơ mà cô định đi thứ này để đi chơi à? Tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc giày cao gót dưới chân Ngọc. Ừ, tại lúc đi vội quá, lên đến tàu rồi mới nhớ ra. Ngọc ậm ừ trả lời. Làm sao mà phải vội vàng như vậy? Thế à? Vậy thì giống tôi rồi, đi vội nên cũng không kịp chuẩn bị gì. Mà ở phố bên hình như có bán đồ thể thao đấy, nãy tôi vừa thấy xong. Sao vậy? Làm gì mà nhìn tôi kỹ như vậy? Cái khăn, sao anh lại vẫn quàng cái khăn nè? Hả? À, ừ, đây, hôm nay chính thức trả nó về cho cô nhé. Tôi gỡ chiếc khăn hồng rồi quàng vào cổ Ngọc. Không cần, tôi cũng có khăn đây rồi mà. Mấy cái khăn lụa bện này ăn thua gì, chiều tối ở đây lạnh lắm. Vậy anh thì sao? Tôi quàng khăn của tôi đủ rồi. Thôi giờ đi mua giày rồi phượt luôn nhé. Tranh thủ dẫn Ngọc đi mua giày, dạo qua vài khu phố chính của thị trấn để thăm thú và chụp ảnh ngôi nhà thờ đá ở quảng trường trung tâm. Sau vài phút bàn bạc, hai đứa quyết định leo núi Hàm Rồng như dự định ban đầu của tôi. Leo bộ một chặng đường dài với hàng ngàn bậc đá thoai thoải từ thấp lên cao. Nhưng càng đi thì cảnh đẹp càng hiện ra với cổng trời, hang động, núi đá nhấp nhô và những vườn hoa rực rỡ sắc màu. Cứ cách một đoạn ngắn, cảnh trí lại trải ra trước mắt với những vườn hoa lan, đào, mọc tự nhiên trên những khoảng đất trống trải dọc sườn núi. Leo cao hơn nữa cho đến khi gần tới tháp truyền hình, đỉnh của núi Hàm Rồng cũng là lúc có thể phóng nhãn quan, thu toàn bộ thị trấn Sapa và tầm mắt của mình. Những tiếng lách tách liên tục vang lên từ hai khẩu súng canon. Mặc dù đã quá trưa, nhưng từ trên đây nhìn xuống toàn cảnh thị trấn, thung lũng và những làng bản xung quanh, tất cả đều ẩn hiện trong một vùng sương khói trắng xóa. Những cuộn mây bông dày đặc vần vũ xà xuống như muốn khỏa lấp toàn bộ miền đất này khỏi những tia nắng mặt trời yếu ớt. Đẹp quá! Tôi và Ngọc cùng thốt lên trước cảnh tượng đẹp đến nao lòng ấy, bất giác khẽ đưa tay nắm lấy tay Ngọc, ngoài lạnh mà bên trong mới ấm áp làm sao. 1, 2, 5 giây trôi qua. Đi ăn thôi, tôi thấy đói rồi. Ngọc rút tay khỏi lòng bàn tay tôi, quay người bước đi ngược hướng con đường ban nãy. Ngồi nhâm nhi chút cà phê, mặc dù đã là tách thứ hai, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy nhạt miệng. Có lẽ một phần bắt nguồn từ sự lạnh nhạt, hay đúng hơn là thái độ hờ hững của Ngọc trong suốt bữa trưa vừa rồi. Chưa bao giờ tôi thấy Ngọc ăn ít, nói ít và thiếu nhiệt tình đến thế. Buồn ư, bực ư, hay là vì uất ức? Ai mà chẳng phải trải qua những cảm xúc đó vào một ngày bất kỳ, có nhất thiết phải tự khó chịu với bản thân mình và người khác như vậy không? Tôi thầm nghĩ và tất nhiên cũng chẳng thể cùng Ngọc nói những điều đó vào lúc này. Chỉ cảm thấy tiếc cho một chuyến đi mà trước đó tôi đã hy vọng về một niềm vui, niềm hạnh phúc hay đơn giản chỉ là một nụ cười của ai đó thôi, cũng đã đủ rồi. Cảnh đẹp mà lòng người thì vô tâm. Duy chỉ còn đọng lại chút an ủi ở khoảnh khắc tôi nắm tay Ngọc, chỉ một vài giây ngắn ngủi, chạm nhau trong vội vã ấy, nhưng tôi cảm nhận được ở thời điểm đó, trái tim của hai chúng tôi dường như đã chạm được vào nhau tại chính nơi giao thoa của đất trời. Nghỉ ngơi một chút sau bữa cơm trưa, tôi và Ngọc lại bộ hành xuống núi, dọc theo con đường xuôi về bản Cát Cát, ghé thăm nhà tròn, lầu Vọng Cảnh, đi sâu vào thung lũng tham quan những thửa ruộng bậc thang và nhà cửa của bản làng các dân tộc thiểu số. Mỗi khóm đồi rộng cũng chỉ lác đác vài ba mái vuông vức, xếp chồng lớp lên nhau như những quân cờ nhỏ khi nhìn xuống từ trên cao. Cái gì vậy? Kẹo ư? Anh thấy đói à? Ngọc thắc mắc khi thấy tôi lôi từ trong ba lô ra hai túi kẹo lớn. Tôi không đói, nhưng mà mấy đứa nhóc ở đây thì không no đâu. Tôi đưa Ngọc mỗi người một gói và hình như mùi kẹo nơi đây luôn có sức hấp dẫn thì phải. Vừa nhắc đến là mấy đứa nhóc không hiểu từ đâu ra đã chạy tới xin kẹo. Phát kẹo mỗi lúc một mỏi tay vì tụi nhóc càng lúc càng đông. Hai túi kẹo mặc dù khá lớn nhưng chỉ sau chốc lát đã vơi dần xuống đáy. Cho bọn trẻ con dân tộc ở đây bánh kẹo và tiền là nó thích lắm. Nhớ đến lời Xuân, tôi lại rút sấp tiền lẻ vừa đổi được ban sáng. Vài phút sau, may mà anh không đưa tiền cho tôi chia cùng. Ngọc nhìn lơ đãng cây lá xung quanh, khẽ tủm tỉm cười. Tôi im lặng hưởng thụ nụ cười kín đáo như giải tỏa ấy. Lòng thầm thấy những vết cào cấu bám víu ban nãy của tụi nhóc kể cũng đáng.
Chỉ duy có nỗi hận bị Xuân chóa tròn thì nhất định tôi sẽ phải thanh toán sòng phẳng với nó khi trở về. Quãng đường trở về thị trấn chiều nay rôm rà khác hẳn với lúc sáng. Không phải vì Ngọc thay đổi thái độ, mà bởi chúng tôi tình cờ nhập đoàn cùng một nhóm 5 người, 2 trai 3 gái khác. Nhóm này là những sinh viên năm 2 của trường đại học tụ tập đi chơi với nhau, cùng chung đam mê du lịch và chụp ảnh. Nên dù mới gặp nhau, nhưng chuyện trò cũng khá cởi mở. Quãng đường bộ hành về thị trấn cũng nhờ vậy mà trở nên ngắn hơn. Một ngày dài đi bộ và leo núi kết thúc bằng bữa tối trong khu phố ẩm thực Sapa. Sapa nổi tiếng nhiều đồ nướng, điều này tôi đã được kiểm chứng phần nào qua thực đơn của bữa trưa. Mà đồ nướng thì ăn một bữa là ngấy tới tận hôm sau, nên bữa tối chúng tôi chỉ ăn nhẹ chút xôi ngũ sắc cùng nấm và một số rau củ quả đặc sản vùng cao. Đi với tôi chắc anh thấy khó chịu lắm phải không? Ngọc đột nhiên cất tiếng hỏi. Không, tôi trả lời không chút do dự. Thấy cô bé hồi chiều có vẻ khóa anh đấy, có xấu rồi, hay là rủ em ấy tối nay đi chợ tình đi. Tôi có người đi cùng rồi. Ai vậy? Ngọc lộ vẻ ngạc nhiên. Cô? Ai đi cùng anh chứ? Anh muốn đi đâu thì rủ người khác mà đi, tối nay tôi ở nhà. Tôi không đáp, chỉ nhún vai cười mỉm. Còn nữa, giờ tôi muốn hỏi anh chuyện này. Chuyện gì? Anh đi theo tôi thế này là vì anh đã có tính toán từ đầu rồi, có phải không? Ừ, trước cả lúc anh gặp tôi ở ga. À không, gặp cô ở ga, sau đó biết cô định đi Sapa, nên tôi mới đi cùng thôi. Có thật vậy không? Ngọc nhìn tôi dò xét. Ừ, thật sự là như vậy. Cô nghĩ là tôi có gì dối cô hay sao mà lại nhìn tôi như vậy? Tôi đáp trả lại ánh mắt của Ngọc, dù cho sự thật thì đúng là tôi đang nói dối cô ấy. Không có gì thì thôi vậy. Cô đang gặp chuyện gì phải không? Không, tôi biết là cô đang gặp chuyện gì đó. Nó hiện rõ trên nét mặt của cô kia kìa. Anh đừng nói linh tinh, đừng có mà đoán bừa nữa. Nét bối rối thoáng qua trong mắt Ngọc, nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm trước đó. Ai, mà cái khăn này, từ đó đến giờ có được giặt sạch sẽ không vậy? Ngọc hỏi một câu không lấy gì làm ăn nhập. Cô người thử xem, quàng từ sáng tới giờ rồi mà không thấy gì à? Toàn mùi nước hoa đàn ông, bất đồng hẳn với mùi quần áo của tôi. Mùi giữ tủ thôi, có mấy khi dùng nước hoa đâu. Mà thường ngày có bao giờ thấy anh quàng nó đâu, sao hôm nay lại dùng vậy? Mùi nghi ngờ lại đậm lên trong giọng nói của Ngọc. Ơ, ngày thường quàng để anh trường cô lồng lộn lên à? Nói cô không tin chứ đêm nào ngủ tôi cũng quấn quanh cổ để hít hà đấy. Tôi thừa cơ tấn công. Mặt dày trơ trẽn. Rời khỏi nhà hàng, Ngọc dậm bước định trở về khách sạn thì bị tôi giữ lại. Vùng vằng giằng co sau một hồi cô nàng mới chịu theo tôi đi thăm chợ tình. Có lẽ một phần là vì những thú vị đặc biệt đằng sau phiên chợ chỉ họp vào tối thứ bảy này, nên Ngọc cũng không nỡ bỏ qua. Càng về gần chợ, dòng người đổ về càng đông hơn. Những vị khách nước ngoài thường tập trung khá nhiều ở khu quảng trường trung tâm, này cũng theo những dòng người đó qua lại không ngừng. Những gian hàng chợ đêm bắt đầu được dựng lên, bày la liệt các món đồ phổ biến của chợ vùng cao như vải vóc, hàng thổ cầm, trang trí, đồ trang sức. Leng keng tiếng của những món đồ xinh xắn có gắn chiếc chuông nhỏ từ vài cô bé dân tộc bán rong vừa đi, vừa nhảy chân sáo làm Ngọc có vẻ thích thú lắm. Cô nàng lại gần một bé lựa đồ rồi béo má và xoa đầu nó. Ây, đừng có xoa. Tôi vội nhắc. Sao vậy? Ở đây người ta kiêng xoa đầu trẻ con. Nhưng có thấy con bé nói gì đâu. Từ nãy đến giờ vẫn cứ cười đấy này. Bé nhỉ? Mua hàng của nó chả cười thì sao? Thôi được rồi, cho cháu này. Lại đây chụp cùng cô chú tấm hình nhé. Cho con bé ít tiền để nó tạo dáng nhí nhảnh với Ngọc xong, tôi đưa ông máy chụp lia lịa. Đúng là cứ phải kéo đến đám đông thì Ngọc mới chịu mỉm cười. Đó là điều mà tôi rút ra trong chuyến đi chơi này. Vài âm thanh lạ bắt đầu vang lên. Đó là thứ âm thanh phát ra từ những đạo cụ đặc trưng nơi núi rừng Tây Bắc. Tiếng khèn, khèn lá. Những chàng trai ôm khèn gò mình nhảy xung quanh các cô gái đang xòe ô hát đối, như thể đáp lại tiếng khèn tỏ tình của chàng trai. Đứng xem một lúc thấy hơi ong ong đầu và cũng chẳng hiểu mô tê họ đang nói gì, nên tôi và Ngọc quyết định trở lại quảng trường thị trấn. Ngô này ngọt nhỉ? Ngọc hô hô cây ngô nướng nóng nảy trên tay, khẽ tách từng hạt rồi tấm tắc khen ngon. Ngô vùng cao mà lại, hôm nay chụp được nhiều chứ. Anh xem đi. Ngọc đưa tôi chiếc máy ảnh của mình. Nếu không theo nghề kinh doanh thì cô làm phó nhái cũng được đấy. Đi theo nghề chính khéo lại thành nghệ sĩ rồi cũng nên. Xem của anh nào. Ngọc khẽ cười rồi với lấy chiếc Canon của tôi. Anh mới tập chụp có phải không? Ờ, trước đó cũng có chụp linh tinh nhiều một ít rồi. Cũng có tiềm năng đấy, cơ mà chỉnh nét còn hơi vụng, thêm cả khoảng màu và tốc độ nữa. Nói chung là còn phải luyện thêm. Gia sư cho tôi nhé. Công xá không nổi đâu mà thuê. Không trả được bằng tiền thì trả bằng cái thân này vậy. Ấy ui. Ăn một cái dẫm của Ngọc nhưng vẫn thấy may vì đây là giày phượt chứ không phải đôi cao gót quen thuộc. Còn chưa kịp vui vẻ vì cởi mở của Ngọc thì cô nàng ngay lập tức khoác trở lại lên mình vẻ lãnh đạm quen thuộc. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để tranh thủ đi tham quan nhiều nơi hơn. Thuê một chiếc xe máy dạo qua phố Cầu Mây, ăn sáng để chuẩn bị lên đường. Những phút nghỉ ngơi ít ỏi trước chuyến đi,
tôi mới có đủ tâm trí để ngắm nhìn Sapa kỹ hơn vào buổi sớm mai. Quả là không ngoa khi nói rằng Sapa là thung lũng trong mây. Mây mù sáng sớm xà xuống tận lòng đường, đi bộ hay đi xe cũng đều có thể đụng mây, chạm mây và hòa vào mây. Lạnh toát mùi không khí cuối đông nơi vùng cao, nhưng khô họng rồi mới lại thấy vị ngọt thấm dần nơi đầu lưỡi. Vị ngọt lạnh này thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều so với vị lạnh của mùa đông Hà Nội. Mới có một ngày ở Sapa, nhưng tôi đã có cảm giác như Sapa lúc nào cũng đẹp vậy. Không gian sáng ngời, hiếm nơi nào khác có được, mặc cho mây mù bao phủ quanh năm. Những khối kiến trúc đặc thù kiểu Pháp khiến cho Sapa có dáng dấp của một thị trấn miền ôn đới. Một phong cách đặc biệt lai giữa Âu và Á, giữa ôn đới và nhiệt đới, một không gian giao thoa giữa sự phát triển và nét cũ kỹ lạc hậu. Chở Ngọc trên chiếc xe số băng qua những đèo dốc ngoằn ngoèo quanh bản hồ Tà Phìn, tham quan tu viện đồ nát cùng một dài những bản làng kế cận với những bãi ngô, ruộng lúa ngợp khói lam chiều. Tới cuối ngày, hai đứa lại vòng về thung lũng Mường Hoa, dạo qua vườn hồng và rẽ ngang bãi đá cổ ngoài hành tinh như mọi người vẫn đồn. Kết thúc ngày đi chơi thứ hai, sắc diện của Ngọc vẫn không lấy gì làm tươi tỉnh hơn. Đồng hành cùng nhau trên những cung đường vắng mà cô nàng vẫn im thin thít như gỗ đá, mặc cho tôi ra sức gợi chuyện pha trò. Không thấy bực vì sự lạnh nhạt của Ngọc khi biến mình thành kẻ nói nhiều vô duyên, chỉ cảm thấy buồn vì tình trạng này càng kéo dài, càng chứng tỏ tôi không đủ sức để hiểu và chia sẻ với Ngọc những góc kín trong tâm hồn của cô ấy. Anh sao vậy? Ngọc dường như cũng nhận ra tiếng thở dài nặng nề của tôi khi cả hai bước lên trên phòng. Có chuyện gì à? Nếu thấy bất mãn gì với tôi thì cứ tự nhiên nói ra. Tôi biết anh đang khó chịu với tôi đúng không? Ngọc thách thức sự im lặng của tôi. Mở điện thoại ra đi, đừng có tắt máy nữa. Chuyện của tôi không khiến anh phải lo. Không những tôi mà còn nhiều người khác đang lo cho cô đấy. Vậy mà tối qua còn leo lèo tôi không biết gì. Rõ là miệng lưỡi đàn ông thật trơ trẽn. Ngọc cười khẩy khinh khỉnh nhìn tôi. Muốn nói gì tôi cũng được, nhưng cứ mở điện thoại ra đã. Anh về phòng đi, tôi mệt rồi. Ngọc quay lưng đóng mạnh cánh cửa phòng, mà không để ý tay trái của tôi vẫn bám trên mép tường. Dập, khốp, hai âm thanh khô khốc đồng loạt vang lên. Đầu váng ong ong bởi phát đập mạnh vào trán của cánh cửa gỗ nặng trịch. Nhưng tệ hơn là cảm giác tê tê không chút cảm nhận nơi những đầu ngón tay đang run run theo phản xạ sau cơn rung chấn. Vài giọt máu lã trả rơi và cứ thế chảy ra liên tiếp cho đến khi đọng dần thành những vệt loang rộng như thành miệng bát. Đôi mắt Ngọc dính chặt vào bàn tay đẫm máu ấy không rời. Không còn những tiếng kêu ai ra đánh tiếng như mọi lần, tôi chán nản cười buồn, ảo não quay lưng bước về phòng mình, mặc cho cái nhìn vô hồn của Ngọc vẫn đang đọng lại nơi vũng máu. Tuấn ơi, mở cửa cho tôi đi Tuấn ơi. Chưa bao giờ tôi thấy Ngọc gọi tên mình nhiều như vậy. Tiếng đập cửa xoay lẫy cũng theo đó vang lên. Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không mở cửa. Dễ nhiều rồi, đôi khi cũng cần quyết liệt để người ta thấy được những gì mà mình đã gây ra cho đối phương. Bàn tay năm ngón thì bầm tới bốn, hai ngón bật hẳn bóng, một ngón thì tụ máu, chắc vài tuần nữa cũng sẽ bong. Rửa qua tay cho trôi bớt vết máu, lúc này cơn đau nhức bút nhói mới tìm đến, gặm nhấm dần nơi đầu ngón tay và hệ thần kinh của tôi. Thấm tạm máu bằng mảnh khăn tắm dày cộp, ấy vậy mà cứ hễ rời tay ra là máu lại chảy. Tuấn ơi mở cửa đi, tôi xin lỗi mà. Ngọc nãy giờ vẫn đứng gọi cửa, tiếng gọi càng lúc càng ngắt quãng và thổn thức. Hình như cô ấy đang khóc thì phải. Tôi thở dài, lý trí thì muốn chờ thêm chút nữa, nhưng bàn tay còn lại đưa lên nẫy cửa. Đỏ hoe và sũng nước, đó là những gì tôi nhận thấy đầu tiên khi nhìn Ngọc lúc này. Ngoài mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng, nhưng bên trong tôi lại thấy thầm đau xót. Tôi xin lỗi, tay anh, xin lỗi. Ngọc sâu thẳm, ân hận và run run cầm lấy bàn tay tôi. Tại ai? Vì ai cơ chứ? Tại sao cứ phải làm đau nhau như vậy? Tôi nói mà miệng đắng đắng vị xót xa. Ngọc vẫn rưng rưng, chỉ biết cầm chiếc khăn tắm dính máu ôm lên tay tôi rồi nức nở. Và chính trong cái khoảnh khắc kỳ lạ, đau đớn và buồn thảm ấy, những cảm xúc chôn sâu trong tôi lại trỗi dậy. Đưa tay ôm lấy Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng đang rung lên vì xúc động. Ngồi ôm nhau một lúc như vậy, nhưng Ngọc vẫn không tỏ vẻ muốn rời ra như mọi lần. Tôi cúi xuống, ghé miệng tìm dần đến bờ môi Ngọc. Cơ thể em khẽ run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi. Nụ hôn trao nhau, một chút gấp gáp khởi đầu, càng về sau lại càng thêm sâu lắng. Hít một hơi thở dài, rồi bế bổng Ngọc lên, tôi bước dần về phía trước giường. Đôi tay Ngọc vẫn nắm chặt lấy hai tay tôi khi lớp áo cuối cùng đã kéo qua bầu ngực. Một cái vươn tay là cởi bỏ hết những gì còn sót lại của phần trên cơ thể.
mịn màng và hoàn hảo, tất cả những điều tồn tại trong mắt tôi lúc này. Trước người con gái ấy, Ngọc chạm vào những luống tóc ngắn ngủi của tôi, bàn tay man mát rụt rè, miết nhẹ lên sợi tóc mai và bờ vai trần rắn giỏi. Em nhìn vào vết sẹo dài gớm ghiếc trên ngực tôi, môi mấp máy như muốn hỏi, nhưng lại không cất lên lời. Ừ, từ vụ tai nạn ngày xưa của gia đình anh đấy. Còn những vết này nữa. Một phần cũng từ vụ tai nạn đó, phần khác là do đánh nhau. Ngọc khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Ở trên giường hình như em cũng rất yên lặng thì phải. Một chút băn khoăn thoáng qua trong đầu tôi. Hôn nhẹ lên gò má lạnh toát của em, kéo dần tay xuống mảnh vải tam giác cuối cùng. Tôi chờ đợi. Không có phản ứng gì từ Ngọc, mảnh vải trai thân cuối cùng cũng theo đó rời khỏi cơ thể. Má Ngọc hồng hào bất thường, vẻ ngượng ngùng xuất hiện bởi cái khép nép nơi hai chiếc đùi thon. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lần Ngọc lần nữa. Đôi môi khô ráp trôi dần theo từng lớp da mịn màng, khiến cho ánh mắt Ngọc trở nên đắm đuối mơ màng. Đến khi chạm tới vùng sâu kín nhất trên cơ thể, Ngọc bỗng dùng mình khẽ kêu lên. Anh, em, đây là... Sao vậy em? Tôi ngồi dậy vuốt ve sóng tóc nơi vành tai của Ngọc. Lần đầu của em. Vậy là những điều tôi băn khoăn trước đó đã trở thành sự thật. Từ dáng vẻ cử chỉ cho tới nét mặt ánh mắt của Ngọc, thực sự là tất cả đều toát lên một vẻ trinh nữ nguyên thủy. Tấm thân trắng trơn nuột nà, không chút tì vết của những vết bầm, đóng dấu càng chứng thực hơn lời Ngọc vừa nói. 22 tuổi mà vẫn chưa qua đời con gái. Với một cô tiểu thư Hà Thành từng du học trời Tây như Ngọc thì quả là một việc khó tin, đồng nghĩa rằng tôi là một kẻ may mắn. Cũng có thể, nhưng bản thân tôi lại không nghĩ như vậy. Đơn giản vì dù Ngọc có như thế nào chăng nữa, quan trọng nhất vẫn là tình yêu thật sự mà tôi dành cho cô ấy. Trình tiết không nói lên điều gì trong chuyện này. Anh yêu em, tin ở anh em nhé. Tiếng nói thốt ra từ sự chân thành, tôi hôn Ngọc rồi đưa môi mình trở lại vị trí cũ. Hai cánh tay nâng mông, rồi đưa dần vươn dọc theo từng đường cong của Ngọc, xoa đều lên hai bầu vú căng tròn. Ngọc duỗi người quằn quại trong từng hơi thở ngắt quãng. Tiếng gió réo rắt vì vút đập qua lớp cửa kính đã đóng chặt. Ánh đèn trong phòng mỗi lúc một tối hơn, phản chiếu lờ mờ hình ảnh của những cử động nhấp nhô in lên bức tường đối diện. Trong đêm tối, có tiếng ai đó thở ngắn, thở dài, ngắt quãng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 26 của Dòng đời nổi trôi. Ở tập này thì kết thúc khá là viên mãn cho anh chàng Tuấn của chúng ta rồi. Không biết là chuyện tình của họ có kéo dài và có được happy ending hay không, nhưng mà dù sao thì tấm chân tình của anh Tuấn cũng đã được đáp lại và hy vọng rằng là họ có một kết cục thật là tốt đẹp. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.